Chào mừng mọi người đã quay trở lại với chuyên mục Sự thật về sức khỏe của Đông y gia truyền họ Lý Ba Vì. Hôm nay thì hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về những sự thật sức khỏe mà chúng ta vẫn hay lầm tưởng nhé. Lầm tưởng đầu tiên đó là càng tập thể dục sẽ giúp chúng ta càng ngày càng gầy đi. Thực tế thì không có nhiều bằng chứng cho thấy việc thực hiện nhiều bài tập có cường độ cao thì sẽ tốt cho việc giảm béo của nhiều người. Tập luyện càng nhiều thì sẽ càng kích thích được sự thèm ăn trong cơ thể. Và dĩ nhiên thì những người hay tập luyện cũng thường sẽ có chế độ ăn nhiều hơn những người bình thường. Điều này không có nghĩa là bạn không nên tập luyện thể dục mỗi ngày. Có rất nhiều bằng chứng cho thấy hoạt động thể chất có thể giúp ngăn chặn các vấn đề như là bệnh tiểu đường type 2 và các bệnh về tim mạch cũng như phòng ngừa đột quỵ. Lầm tưởng thứ hai đó là căng thẳng thì có thể gây ra viêm loét dạ dày. Sự thật thì cảm xúc của bạn sẽ không phải là tác nhân gây ra viêm loét dạ dày tá tràng. Mặc dù phải thừa nhận rằng căng thẳng có thể làm tình trạng trở nên tồi tệ hơn. Hầu hết thì các vết loét đều có thể gây ra bởi vi khuẩn hoặc do hút thuốc lá, uống quá nhiều thuốc như aspirin hay là ibuprofen. Lầm tưởng thứ ba đó là bẻ khớp thì gây ra viêm khớp. Sự thật thì tiếng động khi bẻ khớp tay có thể làm phiền đến mọi người xung quanh và đây là tất cả tác hại của nó. Bạn có thể nghĩ rằng xương hay khớp va vào nhau và tạo ra tiếng động, nhưng sự thật thì không phải vậy. Nó hình thành bởi bong bóng khí ga giữa các khớp xương. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng thói quen này không liên quan gì đến bệnh viêm khớp. Nếu bạn cảm thấy rất đau khi làm thế thì hãy đến gặp bác sĩ để kiểm tra. Lầm tưởng thứ tư đó là những người càng gầy thì càng sống lâu. Người gầy thường có nguy cơ suy dinh dưỡng cao hơn, cũng có nhiều khả năng mắc bệnh loãng xương và gãy xương. Và một điều thú vị mà một nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người sống lâu nhất thường là những người hơi thừa cân một chút. Tuy nhiên thì điều này không phải là cái cớ để chúng ta tự do ăn uống và mất kiểm soát. Lầm tưởng cuối cùng đó là đau ngực luôn là dấu hiệu của một cơn đau tim. Thực tế thì đau ngực đúng là một triệu chứng của bệnh đau tim, nhưng nó không phải là triệu chứng duy nhất. Hơn nữa thì một số người, đặc biệt là phụ nữ, có thể sẽ không có bất kỳ một dấu hiệu đau ngực nào khi họ bị đau tim. Một số triệu chứng khác thường thấy thì có thể như khó thở đột ngột, mệt mỏi nghiêm trọng, buồn nôn hay nôn mửa và đau lưng hay đau hàm. Video của chuyên mục Sự thật về sức khỏe đến đây là kết thúc. Hy vọng những gì nhà thuốc vừa chia sẻ sẽ giúp đỡ được mọi người trong quá trình chăm sóc và cải thiện sức khỏe của mình. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào muốn được nhà thuốc tư vấn, quý vị vui lòng liên hệ hotline. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.